Xin chào tất cả các anh yêu thích phụ kiện xì gà đẹp của Ambient Shop. Thì hôm nay em sẽ làm một clip giới thiệu đến các anh một mẫu phụ kiện vô cùng là quan trọng và cần thiết khi mà các anh sử dụng xì gà các anh nhé. Mẫu sản phẩm này có mã hàng là ECA20013. Mã sản phẩm thì em có để bên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng các anh vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm giúp em, để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh luôn ạ. Đó, thì không để các anh đợi lâu nữa, em sẽ giới thiệu luôn mẫu gà tàn ở trên tay em đây ạ. Đây là một mẫu gà tàn trông rất là nổi bật và đẹp mắt luôn đúng không ạ? Đó, các anh có thể là quan sát phần trước của mẫu gà tàn có logo của Ruby Skin luôn các anh nhé. Đó, được thiết kế vô cùng là chắc chắn và đẹp mắt luôn đúng không ạ? Đây là một mẫu gà tàn sẽ có 3 màu sắc để các anh lựa chọn các anh nhé. Đây là màu đỏ trầm và đây là màu đen các anh nhé. Màu đen huyền bí trông cũng rất là nổi bật luôn các anh ạ. Đó. Và thứ ba là màu trắng tinh khôi các anh nhé. Có 3 sự lựa chọn cho mình luôn các anh ạ. Đó. Các anh nào mà hợp với màu nào thì mình có thể là lựa chọn màu đấy các anh nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ đến giới thiệu chi tiết hơn của mẫu gạt tàn này. Đây là một mẫu gạt tàn nhựa đúc nguyên khối các anh nhé. Đó. Với chất liệu thì vô cùng là chắc chắn các anh ạ. Đó, các anh có thể là quan sát ạ. Đây ạ, các anh có thể quan sát ạ. Với cái phần khay sẵn như thế này thì sẽ vừa với tất cả các cái CD luôn các anh nhá. Đó, đó, nhỏ gọn, siêu nhỏ luôn các anh ạ, siêu bền luôn các anh nhá. Đó, và siêu rẻ luôn các anh ạ, 3 trong 1 luôn các anh nhá. Đó, thì với kích thước và với cái trọng lượng nhỏ gọn như thế này thì sẽ rất là phù hợp để cho các anh đi du lịch này, hoặc là đi công tác thì cũng rất là hợp lý luôn các anh ạ. Không quá là nặng nề khi mà mình mang theo. Với một mẫu nhỏ gọn như thế này thì cũng sẽ rất là thích hợp cho các anh làm văn phòng, hoặc là mình có thể là mua để ở bàn làm việc của mình, hoặc là mình để ở gia đình của mình thì cũng sử dụng cũng rất là ok luôn các anh ạ. Vừa nhỏ gọn và tiện dụng luôn các anh ạ. Với được thiết kế nhựa như thế này thì trong cái quá trình khi mà các anh vệ sinh thì cũng sẽ rất là dễ dàng thôi các anh ạ. Đó. Đó. Các anh có thể quan sát ạ, 3 màu ạ. Đó. Một mẫu gạt tàn rất là cần thiết khi mà các anh sử dụng xì gà đúng không ạ? Đó. Đó. Không biết là các anh đã có sự lựa chọn của mình chưa ạ? Đó. Và thứ hai là một điều quan trọng là bên em sẽ hỗ trợ ship toàn quốc các anh nhé. Anh nào mà ưng sản phẩm nào thì có thể là comment số điện thoại ở ngay bên dưới video này. Hoặc để tiết kiệm thời gian của mình, các anh liên hệ trực tiếp các số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video này.